Chào nị, nay giữa tuần nhưng mà deadline nhiều quá nên cô hơi mệt. Thì trong lúc đang mệt thì cô tìm được một bộ ảnh về một chú ếch rất là dễ thương luôn, của một con họa sĩ tên là An Alonso. Xem xong thấy bớt áp lực hẳn luôn. Giờ cô gửi nị xem nha, mong nị thành người đàng hoàng. Bye nị.